Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đau nhỉ. 3 4.
Chị đó, em biết đánh cho chị đó mà chị không đỡ. Đó là trái luôn.
Thank you.
chưa, thấy gì chưa, thấy cái tài bản của đây chưa, nó tiền bản thôi chứ có tài vậy đó. Thì cứ giật lôi, đánh hay trên đó thì đánh yên trên đó. Đâu, phải giật cầu. Đấy rồi. 6 năm, 6 năm. Hay đúng biết cho nó. Chạy về lôi nó mất. Đây. Ui nè, ngoài nữa đây nhá. Vậy sao vậy? Vậy? Chạy qua bắt tàu bảo đảm ra ngoài hết rồi.
Nữa. À, còn bánh nữa mà. Hả? Rồi xin ăn nữa chứ, nay tới bảy mà. Tôi thua chơi đầu để câu chung kết mà. Đầu thua ai chơi rồi. Đầu hả? Hả? Tôi đầu anh thắng thì sau tôi thắng mà, một đều. Vậy. Ai xe rồi, ba xe rồi. Anh mới thắng con xe mà. Xe kia quýt đôi không có tính. Ủa? Trời ơi, thắng gì vậy? Còn không tính vậy? Thắng mà không tính là thôi lên. Nghĩ quá, quýt kỳ vậy, tính cũng không tính. Kỳ vậy. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Vậy thôi, có mấy bữa thằng tập ra tao câu nó là đừng tính luôn đi. Dạ, không có nó. Ba người không nhưng mà anh chủ tình anh nhiều lúc anh ra lục kỳ quá chung kết ba hai mà cái. Đội rõ ràng để họ phản biện quá trời bên ba bên hai giờ mỗi tặng một chung kết còn gì nữa mà không biết đúng không không có lời rồi đội kia đội nam thì tôi thua đây có nói gì đâu bàn mẹ đó đánh thêm đi giờ tôi giờ là quốc tế chỉ có hai hai thôi vô vậy hả Thank you.
phục điểm cho nha. Dưới anh phải quýnh nhẹ, anh quýnh mạnh chứ. Chụp coi anh quýnh ngang đầu không, nội giống nước mắt. Ngang mặt nước bằng nước chết. Phải quýnh mạnh như tôi mới có cầu ập chứ. Vậy sao mới chịu nói. Nói chết. Chị không à, chuẩn bị nha, ra chuẩn bị. Leo lầu đã xuống rồi.
hoài nha. Vậy hoài. Đang hoang hoài. Rồi, cái đó có camera nha. Ừ, camera coi đi. Mới có một ván mà tôi thua được.